Chương trình sẽ được trở lại với chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội cùng với sự góp mặt của cô Natalie Đặng Nakashone, là một partner, cảm ơn là Julie. Một người đồng nghiệp với của Julie tại văn phòng First Financial Security. Chúng ta nói đến cái vấn đề 401k, mình nói đến vấn đề mà 59 tuổi rưỡi. Ví dụ bây giờ mình qua cái tuổi 59 tuổi rưỡi tới cái tuổi mà mình phải IRS, sở thuế bắt mình lấy tiền ra để mình đóng thuế. Dạ thì Natalie cũng muốn, Natalie Julie cũng nhắc nhở tất cả quý vị nào về hưu. Có những quý vị về hưu rồi nhưng mà có một cái nguồn income rất là tốt và không muốn động tới cái tiền hưu, nói tôi muốn để lại cho con cháu. Nhưng quý vị ơi, 70 tuổi rưỡi cũng phải lấy ra. Đó là một cái bắt buộc. 70 tuổi rưỡi nói gọi là RMD, Requirement Minimum Distribution. Minimum này đó là tùy nơi cái lương của quý vị, tùy nơi cái số tiền quý vị có. Quý vị có thể tham khảo với cái người thuế của mình. Thì thường thường á, Natalie biết là trung bình average around 3% một tí, hơn một tí. Thì cái đó nhiều đó, lắm maximum là 5%. Dạ, thì cái thường thường khoảng 3.5% around thì quý vị phải đi tham khảo với những người mà về thuế đó, thuế vụ đó. Thì họ sẽ cho quý vị một con số như chính xác thì mình phải lấy ra. Có nhiều người nói tôi không có muốn lấy ra, tôi không cần tiền. Xin lỗi, mình phải lấy ra bởi vì á mình đã bỏ tiền trong đó suốt bao nhiêu năm không có đóng thuế đồng nào hết. Bây giờ chính phủ chưa nói đến lúc thuế. Dạ, chưa đóng thuế. Chưa. Là không đó, dạ. Chưa. Bây giờ chính phủ nói đến lúc quý vị phải nộp thuế cho chúng tôi. Thì 70 tuổi rưỡi đó, nếu quý vị, họ sẽ báo cho mình biết. Họ sẽ báo trước một năm. Thì nếu quý vị phải chuẩn bị, quý vị không trả thì quý vị bị phạt tới 50% lần đó. Không lấy, không lấy ra đó, tức là không lấy cái thuế ra đó. À, xin lỗi, không lấy cái tiền hưu ra đó để mà phải trả thuế cho chính phủ đó thì mình bị phạt 50%. Đau lắm quý vị ơi. Dạ. Dạ, đau lắm. Thì cái đó đây chỉ nhắc nhở cho quý vị nào đã đến tuổi 70 rồi chuẩn bị tinh thần nói chuyện với người thuế. Tuy nhiên Natalie, nếu trong trường hợp đó, nếu mà quý vị tham khảo với những người agent mà họ đại diện cho những công ty mà có những cái chương trình mà cho chúng ta lấy ra theo cái dạng mà lifetime income đó, thì mình cũng là một cái hình thức mình đúng lấy rồi. Ra nếu theo cái dạng RMD rồi. Dạ đúng rồi. Nếu quý vị nào đã lấy ra với tiền lifetime income rồi, mình không có lo lắng chuyện đó nữa. Tại vì cái lifetime income mình trung bình là 5-6%. Thành ra nó đã cover rồi, nó đã take care cái chuyện đó rồi, mình không phải lo. Thì quý vị nào đã có làm cái, đã có nhận được cái tiền mà hưu trọn đời thì mình không phải lo lắng về chuyện này. Đây là chỉ nhắc nhở những quý vị nào cái tiền hưu đó chưa bao giờ đụng tới. Thì bây giờ đến lúc phải suy nghĩ, phải sắp xếp và phải làm đúng cái RMD của theo luật lệ của chính phủ. Vâng, Julie cũng có nhận được một cái email của một vị khán thính giả hỏi thì là tôi đã chuyển tiền của tôi qua một cái công ty rồi, nhưng bây giờ tôi muốn chuyển qua một công ty khác có được không? Julie có hỏi cái vấn đề surrender. Dạ, thì cái vấn đề chuyển từ công ty này qua công ty khác đó, thường thường nó có vài cái rất là điều kiện, điều kiện mà mình phải cẩn thận. Nếu như mình roll over đó thì mình làm được có một lần trong một năm. Nếu mà transfer đó thì không thành vấn đề. Roll over là sao mà transfer là sao? Roll over là chính mình, cái người hưu trí đó đích thân chuyển cái tiền đó ra. Đó có nghĩa là đi lấy cái tiền đi đó lấy ra. Cái tiền đó ra rồi mới đem để vô một cái chương mục khác. Thì đó là gọi bao nhiêu ngày thì mới 60 ngày thì mới không bị đóng thuế, không bị phạt. Dạ. Lấy sớm thì không bị đóng thuế ngay lúc đó. Vâng. Còn transfer đó tức là cái sự chuyển đổi từ bên một công ty này đến một công ty khác. Thì cái đó cái người giữa hai công ty họ làm việc với nhau. Thí dụ như Natalie nói một người muốn roll over cái 401k thì từ cái hãng của họ làm đi ra một cái công ty bên ngoài, cái IRA bên ngoài hay là một cái insurance company để làm annuity, thì cái đó nó gọi là transfer, là giữa hai công ty làm việc với nhau. Thì đó là cái những cái mà mình phải cần biết. Và thêm nữa đó, cái thời gian đó là
trong vòng 60 ngày. Hơn nữa là mình phải giống như là mình lấy cái rollover đó, cái rollover mình sẽ bị đóng thuế đó. Vâng, Julie xin nhắc lại cái lời mà Nali vừa trình bày đó là cái rollover là chính mình đi lấy cái số tiền đó ra, số tiền 401k ra và chính mình chuyển qua một chương mục khác trong vòng 60 ngày, đó gọi là rollover. Dạ. Yeah. Còn cái đó chỉ là một năm một lần mà thôi. Đúng rồi. Còn transfer tức là lấy từ hãng của Natalie chuyển qua hãng của Julie, là hai công ty nói chuyện với nhau, cái đó gọi là transfer. Đó là họ chuyển tiền trực tiếp với nhau. Thì cái vấn đề transfer có thể làm bất cứ lúc nào. Dạ. Yeah. Tuy nhiên thưa quý vị nên nhớ một điều là cái hãng nào cũng có những cái quyền lợi riêng của họ, cũng có những cái đòi hỏi riêng của họ, và nó gọi là surrender period. Dạ. Yeah. Quý vị nên cân nhắc, nếu mà quý vị đi tham khảo với bất cứ người agent nào mà họ không hỏi quý vị cái câu là ông bà đã transfer hoặc là đã chuyển cái hồ sơ này bao nhiêu lâu rồi và cái thời gian gọi là surrender là bao nhiêu lâu, nếu người agent không hỏi câu hỏi đó quý vị nên cẩn thận, tại vì khi mà quý vị chuyển qua trong cái thời gian mà nó chưa có xong cái thời gian mà surrender, quý vị bị phạt rất là nặng. Dạ. Yeah. Nali muốn nói thêm một chút xíu về cái vấn đề surrender penalty không? Dạ. Yeah. Nali cũng muốn thêm một chút ở đây. Cái vấn đề surrender đó thì có những cái chương trình tốt quá, họ cho mình những cái tiền phụ trội bonus hay là họ offer những cái điều kiện rất là tốt, thì phải có điều kiện. Điều kiện đó là gì? Có thể anh chị em cô bác phải để cái chương cho trong cái chương mục đó 5 năm, 7 năm, 10 năm, 9 năm, 10 năm, 15 năm. Cho nên quý vị khi tham khảo với bất cứ người agent nào, xin hỏi rõ ràng. Dạ. Cái này bao nhiêu năm surrender, tức là mình cái hợp đồng của mình á, nó sẽ có cái thời hạn. Và trong thời hạn đó nếu như mình phá cái hợp đồng, tức là mình không có giữ, thì mình sẽ bị tiền phạt. Cái tiền phạt nó sẽ đi theo năm. Mình phá cái hợp đồng sớm á, mình hủy bỏ cái hợp đồng quá sớm á, thì tiền phạt nó nặng. Đúng. Có thể 90% luôn á. Wow. Dạ. Thành ra quý vị nên cẩn thận điều này. Khi đi tham khảo hỏi cho rõ ràng, tôi muốn biết cái chương trình này á bao nhiêu năm tôi phải giữ. Đó là cái những cái rất là căn bản quý vị nên biết. Tuy nhiên cũng có những cái công ty sẽ cho phép mình lấy ra mỗi năm là 10% mà không bị phạt, rơi vào cái tình trạng surrender. Yeah. Nali cũng nói thêm cái annuity của những cái hãng yên sinh á rất là tốt, bởi vì họ có cái surrender. Họ có hợp đồng mà đương nhiên có 5 năm, 3 năm, 7 năm. Như thí dụ như cái hợp đồng nó 7 năm đi hay là 10 năm thì quá lâu. Nhiều người nói trời ơi tôi bỏ tiền trong đó, tiền tôi nó bị dính trong đó. Dạ không đâu quý vị. Có những chương trình đó họ cho phép mình đó mỗi năm 5%, từ 5 đến 10%. Có những chương trình đó là cho phép up to 20%. Wow. Mỗi năm mình có quyền lấy ra. Sau một năm mình ký hợp đồng, thì nếu mình cần tiền á mình cũng có thể lấy ra, mình lấy ra mà mình không có bị cái tiền phạt của công ty. Nhưng nếu quý vị lấy ra trước 59,5 tháng, đó là cái tiền phạt 10% riêng của thuế vụ chứ không phải là của công ty nha quý vị nhé. Hai cái tiền phạt khác nhau. Đúng rồi. Một tiền phạt là mình ký hợp đồng mà mình lấy ra trước cái hợp đồng. Còn một cái tiền phạt đây á, là cái tiền thuế vụ. Mình hứa mình bỏ cái tiền này về hưu cho đến 59,5 tháng. Thì hai cái đó hoàn toàn khác nhau quý vị. Đúng rồi. Vâng, chúng tôi xin quý vị nhắc nhở quý vị là quý vị cần phải cân nhắc kỹ càng khi đến tham khảo với bất cứ một người agent nào ở bất cứ một công ty nào. Ghi xuống những câu hỏi, và những câu hỏi đó quý vị đặt ra, nếu người agent có vẻ khó chịu hoặc là không có thể trả lời được thì khoan ký bất cứ một giấy tờ. Và tuy nhiên, cho dù quý vị có ký giấy tờ rồi, quý vị vẫn có 10 ngày để mà thay đổi ý kiến. Có nghĩa là nếu quý vị cảm thấy là ồ, tôi không an tâm với công ty này, tôi không hài lòng với người agent này, tôi không muốn tiếp tục, thì quý vị có 10 ngày để cancel cái contract đó. Hoặc những người 65 tuổi thì được 30 ngày, phải không Nali? Dạ đúng rồi. 65 tuổi nha quý vị, sẽ được 30 ngày, nó gọi là free look period. Yeah. Có nghĩa là trong cái thời gian đó, những người 65 tuổi trở lên sẽ có 30 ngày để thay đổi ý kiến.
chúng tôi dùng cái câu là thay đổi ý kiến để cho nó dễ nhớ. Và những người dưới 65 tuổi sẽ được 10 ngày để thay đổi ý kiến, cho dù là quý vị đã ký giấy tờ rồi. Đấy, đúng không? Ok. Dạ đúng. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của Little Saigon TV.